Trong thế giới của Tây Hành Ký, có rất nhiều loại sức mạnh hay là khả năng đặc biệt đa dạng, thậm chí còn có cả những phép thuật. Bằng với trí tưởng tượng phong phú của tác giả, rất nhiều giống loài đã được ra đời. Tuy nhiên, nó không hoàn toàn trường tồn với thời gian. Hôm nay mời anh em cùng LTG đi tìm hiểu về top 10 người mạnh nhất trong thế giới của Tây Hành Ký. Lưu ý rằng, Ale sẽ thống kê top 10 trong phần đầu của Tây Hành Ký. Các phần không liên quan như là Thiên Nhất Đại Thần do tác giả khác sáng tạo ra sẽ không có trong danh sách. Cộng với đó là phần Đại Viêm Hồn cũng sẽ không được xếp hạng trong video này. Ale sẽ làm một video cụ thể về phần Đại Viêm Hồn sau anh em nhé. Đây cũng là ý kiến cá nhân của LTG, nếu như có điều gì sai sót, rất mong các bạn bỏ qua. Ở vị trí thứ 10 chính là một trong tứ thiên vương của thiên giới, Bắc Phương Tướng Quân Tỷ Sa Môn Thiên. Trầm lặng nhưng mà rất hiếu chiến, mạnh mẽ và thành thạo phép thuật không gian, đã nương nấu chiến đấu rất nhiều và trở thành một trong những ám hồn không chân chính. Vì Tỷ Sa Môn Thiên còn nói rằng ông mong muốn chiến đấu nên vào ám hồn chỉ là tìm kiếm đối thủ, khiến cho ông ta cảm thấy thỏa mãn. Ông coi Tôn Ngộ Không là đối thủ của chính mình, đặt mục tiêu săn lùng Tôn Ngộ Không. Sức mạnh của ông chưa bao giờ chạm đáy và ông mạnh hơn một chút so với Đế Thích Thiên và ba vị thiên vương còn lại. Ở vị trí thứ 9 của chúng ta chính là Tam Nhãn Thần Tướng, vị tướng cuối cùng ở trong 12 vị tướng trên thiên cung, được mệnh danh là vị tướng quân mạnh nhất thiên giới. Một vị tướng quân vì trận mạc đã trải qua quá nhiều sinh tử trên chiến trường, giờ chỉ còn biết xông pha trận mạc. Tôn Ngộ Không là kẻ thù không đội trời chung, hắn đã giết và chặt đầu Tôn Ngộ Không 16 năm về trước. Tam Nhãn chính là át chủ bài của Sát Tâm Quan Âm khi mà vạch mặt ám ảnh đế. Ở vị trí thứ 8 chính là Tôn Ngộ Không, vua của Hoa Quả Sơn, gặp công chúa Tố Y ở Yêu Quái Đại Đạo, sau này gây ra rất nhiều rắc rối ở thiên cung và bị Như Lai trấn áp. Sau này khi mà trở về thiên giới sau khi lấy kỳ kinh, nó đã được Tiểu Vũ tức là kỳ kinh nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên vì đường tam tạng đọc khẩn cơ chú, nó đã không thành công bảo vệ kỳ kinh. Đầu của nó đã bị chặt đứt bởi Tam Nhãn, linh hồn và thể xác đã bị phong ấn ở Đông Hải Long Cung, sau này được Bạch Lang giải phong ấn. Mặc dù phong ấn không có tác dụng với Ngộ Không, thế nhưng nó không thích phá phong ấn mà đợi tam tạng tứ để nói ra đạo lý và cách mà ông ta đã quay lưng với nó khi mà quyết tử chiến với Tam Nhãn. Sau này đầu thai và được Như Lai tìm thấy để hoàn thành 3 nhiệm vụ của Như Lai, nó đã lấy thanh trường kiếm của Đế Thích Thiên ở Phế Đô, cùng với Sát Tâm Quan Âm vạch mặt ám ảnh thiên đế. Khi biết Tố Y công chúa đã bị ám ảnh đế giết, nó đã thề sẽ giết ông ta. Sau khi cuộc chiến thiên giới được bình định bởi Tam Thanh, nó lại ăn cắp tiền dược của Thái Thượng Lão Quân và bỏ trốn, tìm lại vòng kim cô, chạy đến Yêu Quái Đại Đạo để chiến đấu với đường tam tạng vào nhóm của mình. Ở vị trí thứ 7 chính là Sát Tâm Quan Âm, một trong hai hộ pháp thiên giới. Nghe tin đồn Như Lai phản bội Đế Thích Thiên, Sát Tâm đã tìm kiếm dấu vết của Như Lai ở khắp mọi nơi theo lệnh của Đế Thích Thiên. Lòng trung thành của ông đã khiến ông và người bạn thân của mình chính là Như Lai đối nghịch với nhau. Sau đó Như Lai sai Ngộ Không giải thích mọi chuyện, Sát Tâm đã hiểu ra và cùng với Ngộ Không bày kế để vạch trần thiên đế. Mặc dù thiên đế đã từng chiêu mộ Sát Tâm vào hàng ngũ ám hồn, thế nhưng Sát Tâm với vẻ khinh khỉnh và từ chối thẳng thừng. Ở vị trí thứ 6 của chúng ta chính là Như Lai. Như Lai tự xưng là vị thần mạnh nhất thiên giới thời điểm chưa có Tam Thanh, có thể so sánh với La Hầu lúc trước. Sau này vì bảo vệ kỳ kính nên bị thương vẫn chưa bình phục. Nếu Như Lai nghiêm túc chiến đấu, thực sự rất là kinh thiên. Nhưng vì là so sánh sức mạnh, Như Lai sẽ yếu hơn La Hầu một chút. Ông lợi hại hơn La Hầu ở trí tuệ và chiến thuật. Đó cũng là lý do Như Lai đã từng đánh bại La Hầu nhưng mà vẫn xếp ở dưới. Là một trong hai người bảo vệ thiên giới, bạn thân của Sát Tâm Quan Âm, được đồn đại là mạnh nhất thiên giới 300 năm trước. Khi Tôn Ngộ Không thực hiện một cuộc tàn phá thiên cung, ông đã đánh bại nó và phong ấn nó dưới Ngũ Hành Sơn. Trong suốt 300 năm, ngày nào ông cũng chơi cờ với Tôn Ngộ Không và chính ông đã là người thuyết phục Tôn Ngộ Không cùng với đường Tam Tạng đến Tây Thiên lấy kỳ kinh 16 năm trước. Như Lai nhìn thấy âm mưu chiếm đoạt kỳ kinh của thiên đế để bảo vệ chính đạo của thiên hạ, Như Lai đã không ngần ngại phản bội thiên giới và lấy đi kỳ kinh, giao cho Long Vương ở núi Thiên Vũ Sơn. Ông bị thương nghiêm trọng, cơ thể đã rơi vào trạng thái ngủ đông ở Bắc Cực. Khi đường Tam Tạng và Bạch Lang tái nhập vào con đường Yêu Quái Đại Đạo tới Tây Thiên trả kinh, ông xuất hiện với một phần thân làm từ băng đá, đánh bại Sát Tâm Quan Âm và giải cứu cả đoàn. Ở vị trí thứ 5 chính là Cuồng Vương La Hầu, một trong 4 vị vua của tộc Atula, được gọi là Cuồng Vương, chiếm đóng Phế Đô, làm vương các kỵ sĩ rồng Atula. Khi mà thiên đế dẫn quân tấn công Phế Đô, La Hầu ta đã đánh gãy thanh kiếm của thiên đế và làm linh hồn của hắn tan nát. Khi mà chiến đấu với Linh Bảo Thiên Tôn, La Hầu đã không thua kém và làm chấn thương Linh Bảo Thiên Tôn, một trong tam thánh, điều đó cho thấy sức mạnh của La Hầu.
Ở vị trí thứ tư là Linh Bảo Thiên Tôn, một trong tam thánh người sáng lập thế giới, có khả năng sáng tạo mạnh mẽ, có một sự gắn bó không thể giải thích được với những gì mình đã tạo ra, và nếu cô không hài lòng, cô sẽ lặp lại nó. Linh Bảo Thiên Tôn và Nguyên Thủy Thiên Tôn đã có mối ân oán lâu đời từ 1.500 năm trước. Họ đã đánh nhau trong một trận chiến khiến cho thế hệ trước của thế giới bị hủy diệt và được điều chỉnh bởi Đạo Đức Thiên Tôn, giao thiên cung cho Đế Thích Thiên, chìm sâu vào trong giấc ngủ ngàn thu. Sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn được đánh thức, cô cũng tỉnh dậy và xuất hiện trước các vị thần. Ở vị trí thứ ba chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng là một trong tam thánh, ba người sáng lập thế giới. Giao thiên cung cho Đế Thích Thiên, chìm sâu vào giấc ngủ ngàn thu. Trên thực tế, ông ta chính là người sáng lập ra ám hồn và là người điều khiển thực sự của những linh hồn bóng tối trên thế giới. Sau khi âm mưu của Đế Thích Thiên bị Sát Tâm Quan Âm và Tôn Ngộ Không vạch trần, ông ta đã đánh thức Nguyên Thủy Thiên Tôn khỏi giấc ngủ say, được gọi là Lão Tổ Ám Hồn, sở hữu thật lực vô song. Hắn có thể nhìn thấu trái tim con người, bất kỳ sinh mệnh nào bị hắn chạm tay vào đều sẽ bị hóa đá. Xếp vào vị trí thứ ba, nhiều người có thể nghĩ không thuyết phục, nhưng mà thực lực và năng lực của hắn ta quả thực mạnh hơn Linh Bảo Thiên Tôn, ít nhất Linh Bảo cũng thua một chút về sức mạnh chiến đấu. Ở vị trí thứ hai của chúng ta chính là Đạo Đức Thiên Tôn, một trong ba người sáng lập thế giới, giao thế giới cho Đế Thích Thiên. Ngoài mắt thì chìm vào trong giấc ngủ say cùng Linh Bảo Thiên Tôn và Nguyên Thủy Thiên Tôn, thế nhưng thực ra ông ta thức suốt. Từ cuộc chiến 300 năm trước, thiên giới đối với Atula cũng đã thấy mặt ông ta. Đạo Đức Thiên Tôn luôn luôn nhấn mạnh rằng mình là công bằng và trung lập, điều chỉnh những bất bình của Linh Bảo và Nguyên Thủy, ngăn chặn sự tái diễn của bi kịch của thế hệ trước. Vì Tôn Ngộ Không đã ăn trộm thiên dược của mình nên rất ghét Tôn Ngộ Không. Ông ta muốn đổ mọi tội lỗi cho Tôn Ngộ Không nhưng lại bị Sát Tâm Quan Âm cự tuyệt, khiến thiên hạ bất mãn. Sau đó hắn ta ra tay chia thiên giới thành hai phần, một nửa thuộc về thiên thần, một nửa còn lại thuộc về ám hồn, và muốn Linh Bảo Thiên Tôn dành một vị trí cho mình trên thiên cung, nói rằng ông ấy sẽ đi giữa ánh sáng và bóng tối để ngăn chặn thảm kịch ngàn năm trước tái hiện. Và cuối cùng là vị trí thứ nhất, Cổ Long Naga, tổ tiên của Long tộc, sở hữu năng lực loài rồng cổ đại, cũng là con rồng đầu tiên trên thế giới, được sinh ra dưới ánh sáng vĩnh sinh, và sức mạnh của Naga mạnh hơn tam thanh rất nhiều. Điều khiển tất cả các đòn tấn công của thiên nhiên, lửa sét gió lốc, sức mạnh cũng cao nhất thế giới. Toàn bộ cơ thể được bao phủ bởi lớp vảy rồng khó phân biệt, nó không thể xuyên thủng, sống ở thiên ngoại thiên. Cổ Long Naga có một tính cách độc ác, ông ăn thịt cả rồng lẫn cả lâu la, nhưng đằng sau sự tàn nhẫn của ông ta là một nỗi buồn không tên. Con cái đặt bẫy giết mình, và rồi ông ta đã phải dùng chính tay của mình giết chết chúng. Chỉ còn lại duy nhất một đứa con gái tên là Manapa, mẹ của Ngao Tuyết. Cổ Long đứng ở vị trí thứ nhất là hoàn toàn hợp lý. Vậy các bạn nghĩ sao về điều này? Đừng quên để lại ý kiến cá nhân của mình ở dưới phần bình luận của video này các bạn nhé. Cuối cùng thì LTG xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.